Mưa trên đồng Anacut. Hồi ức chiến trường ca. Tác giả Trần Ngọc Phương, Hải Yến, số 4. Nhớ Grolapia. Khoảng đầu năm 80, tôi được điều về đội công tác dân vận đóng ở Grolapia. Grolapia là một thôn thuộc xã Brinthum của huyện Chomkersan, cách trung tâm huyện, cũng là nơi tiểu đoàn tôi đóng quân 30 cây số. Dù ở Campuchia đã hơn một năm, nhưng chẳng mấy khi chúng tôi tiếp xúc với dân Khmer. Một phần vì kỷ luật nghiêm, bộ đội không được tự ý vào làng. Phần nữa, có gặp dân cũng chỉ biết nhìn rồi cười, chào vì chẳng biết tiếng. Lần này làm công tác dân vận, nói theo ngôn ngữ của các vị tuyên huấn là phải ba cùng bốn tận với dân. Ở cùng dân, giao tiếp hàng ngày, tôi nhanh chóng học được tiếng và cả chữ Khmer. Ấn tượng về một dân tộc lì lợm có phần man dợ khi bọn tôi đánh nhau với quân Khmer Đỏ dần mất đi. Tiếp xúc nhiều mới biết đa phần người Khmer hiền lành, chất phác và hiếu khách. Tính cách của họ khá gần với dân Nam Bộ, hào phóng, vô lo và đặc biệt yêu thích văn nghệ. Bất kỳ người dân Khmer nào cũng biết hát và múa. Đi kèm với ưu điểm này là thói quen uống rượu. Có rượu thì mới đàn hát nhảy múa được. Thôn Grolapia có khoảng 100 nóc nhà sống biệt lập. Nơi gần nhất là thôn Tờ Mát Bơi cùng xã, cũng đã cách hơn 10 cây số. Phương tiện đi lại chủ yếu là đôi chân. Vài nhà khá giả hơn thì có xe bò. Bởi vậy dân ở đây tự cấp tự túc là chính. Từ thời Pol Pot cho đến lúc tôi xuống đội công tác, thấy dân Campuchia không xài tiền, cần gì thì trao đổi như thời thượng cổ. Có điều đối với người dân một thôn miền núi lạc hậu như Grolapia, nhu cầu mua bán trao đổi cũng không nhiều. Có vẻ như họ không cần thiết phải có đồng tiền lắm. Thiên nhiên ở đây khá ưu đãi người dân nơi đây. Đất đai nhiều và màu mỡ, ruộng đất bao la, không canh tác hết. Người dân chưa biết dùng phân bón. Phân ure huyện cấp về chất đống không dùng. Ngay cả phân trâu, bò, rất nhiều cũng bỏ không. Bộ đội vận động hướng dẫn cũng chẳng thuyết phục được. Cứ cấy lúa xong, đợi làm cỏ rồi chờ thu hoạch. Dù đất tốt, nhưng canh tác kiểu trời trời nên năng suất rất thấp, thiếu ăn triền miên. Đã vậy, cứ gặt lúa xong là nhà nhà nấu rượu. Thiếu lúa ăn, đã có củ cơ đất, củ mài trong rừng. Thịt đã có rừng, cá đã có suối, sông cung cấp. Có lẽ sản vật từ thiên nhiên nhiều và dễ kiếm, phần nào tạo nên phong cách sống vô lo, chẳng cần biết ngày mai của người dân nơi đây. Dụng cụ đánh bắt cá của họ cũng đơn giản hơn người Việt. Mùa khô, các tổ sản xuất tổ chức bắt cá. Mỗi tổ chọn một khúc suối ngăn lại, rồi đập vỏ cây phờ lơn bỏ xuống. Đợi khoảng nửa tiếng là cá say, chỉ việc mang vợt xuống vớt. Đánh bắt đơn giản, nhưng mỗi lần cũng được vài xe bò mang về chia nhau. Phần thì ăn tươi, phần làm mắm brohoc, phần thì phơi khô, cả làng dậy mùi cá. Mùa mưa bắt cá lại càng dễ. Mỗi tổ có vài khe suối, đặt rồ băng, tựa như cái đăng của người Việt nhưng to hơn, làm bằng tre nguyên cây bện lại với nhau bằng dây mây. Khi mưa xuống, rồ đăng được kéo lên, nước lên đầy khe suối thì hạ rồ băng xuống, đợi nước rút bắt cá. Cá bắt ở rồ băng chỉ toàn cá lớn, còn nhỏ nhất cũng cỡ bàn tay.
Mỗi mùa mưa có chừng 5-6 cơn mưa lớn đổ nước để cá ngược lên khe. Mỗi lần như vậy, rồ băng lại được kéo lên và người dân thu hoạch được vài xe bò cá. Làng Grolapia nằm lọt thỏm giữa rừng. Đối với dân làng, rừng như một khu vườn chung rộng lớn. Mọi thứ từ thịt, cá, rau, lương thực, khi đói, thậm chí nguyên liệu làm men rượu cũng lấy từ rừng. Đặc biệt, thú rừng ở đây nhiều vô kể. Grolapia có nhiều thợ săn giỏi. Đã đi săn là có thịt mang về. Họ có phong cách săn của các tay súng siêu thiện xạ. Đi săn ban ngày và bắn thú đang chạy. Nổi tiếng về tài trăm phát trăm trúng. Ở làng có tà đưa và tà đù. Một lần theo bảo vệ đoàn đi săn, tôi đi trước. Sau tôi là tà đưa. Đang đi thì tà đưa nổ súng. Tiếng đạn rít bên tai. Bực mình vì sự bất cẩn này, tôi quay lại quát lớn. Bắn gì? Con mang. Đâu? Nó chết rồi. Trả lời tôi xong, tà đưa vượt lên trước đến chỗ con mang nằm. Phát đạn xuyên sọ, con mang tức khắc không kịp kêu một tiếng nào. Và như làm xiếc, hai tay thợ săn rút dao cứa mấy đường rồi lột da con mang. Chưa đầy 5 phút, con mang đã thành 4 đùi thịt nằm trên xe bò. Không những thiện xạ, các tay thợ săn còn nắm rất vững tập tính của từng loài thú và thuộc nằm lòng địa hình sông suối, bãi tráng của từng cánh rừng. Bởi vậy mà chẳng cần bản đồ, địa bàn, họ có thể cắt rừng, đi đến bất cứ nơi nào cần đến để săn thú. Còn nhớ, năm 81, anh Chiên, đội trưởng dẫn một trung đội đi tuần, gặp một đại đội địch cách nơi đóng quân chừng 15 cây số. Trận tao ngộ chiến này, lực lượng địch áp đảo cả về quân số và hỏa lực, nhưng phần chủ động thuộc về quân ta. Chủ động nổ súng, đánh quỵ toán đi đầu của địch, xung phong chớp nhoáng thu vũ khí và nhanh chóng rút quân trước khi địch tổ chức phản công. Anh Chiên bị thương và một chiến sĩ nữa hy sinh. Địch bỏ lại 3 xác tại trận. Hôm sau, lệnh của tiểu đoàn tổ chức lực lượng kiểm tra trận địa và tuần tra mở rộng quanh khu vực. Không muốn đi theo đường mòn vì có thể địch tổ chức phục kích, lại không có bản đồ và địa bàn để cắt rừng, đành phải nhờ tà đưa. Chỉ cần nghe qua, tà đưa đã xác định được vị trí và nói sẽ đến đúng chỗ. Sau mấy tiếng xuyên rừng, tà đưa đã dẫn chúng tôi đến nơi 3 cái xác địch bỏ lại. Giờ chỉ còn 3 cái đầu lâu, thân xác đã bị cọp ăn mất. Thật khâm phục tài đi rừng và khả năng định vị của ông. Mấy năm ở Grolapia, tôi đã theo tà đưa, tà đù đi săn không biết bao nhiêu chuyến, ăn đủ các loại thịt thú rừng mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về khả năng phán đoán của họ. Tùy theo mùa và thời tiết hôm đi săn, họ biết khu vực nào đang có nai, mang, khu vực nào đang có heo rừng, bò rừng. Chẳng biết nhờ kinh nghiệm nhiều năm đi săn hay bản năng thợ săn tiềm tàng trong máu thịt mà các tay thợ săn ở đây chưa một lần đoán sai. Dân Grolapia còn tổ chức săn voi. Trong bảng xếp hạng thịt ngon của dân làng, thịt voi đứng đầu bảng. Rồi mới đến bò rừng, heo rừng, mang, hiêu, nai. Không kể các loại thú nhỏ như chồn, treo, nhím, thỏ. Họ không bắn vì phí đạn. Voi thường đi từng đàn, từ mười mấy đến vài chục con. Là loài vật hiền lành, nhưng khi bị tấn công, chúng trở nên hung dữ. Có thể quật chết bất cứ đối thủ nào, kể cả con người có trang bị vũ khí. Với lớp da dày gần một tấc, đạn súng trường hay tiểu liên chẳng ngứa ngầm gì nó mà càng làm nó nổi điên lên. Khi đó, người bắn khó mà thoát khỏi đàn voi. Bởi vậy, để săn voi phải là những tay thợ săn giàu kinh nghiệm, cỡ tà đưa, tà đù. Thường dân làng chỉ săn voi khi có đàn voi đi ngang qua rừng nhà,
chứ không tìm đến khu vực chúng ở để săn. Nhược điểm chết người của đàn voi là đi đến đâu cũng cất tiếng gầm giống gọi đàn. Tiếng gầm của chúng cách vài cây số cũng nghe rõ. Với đôi tai nhà nghề của Tà Đưa, chỉ cần nghe vài lần cách nhau chừng 10 phút là xác định được đàn voi đang ở đâu, đang di chuyển theo hướng nào. Biết luôn ngày mai chúng sẽ dừng nghỉ uống nước tại con suối nào để lên kế hoạch đi săn. Mũi voi rất thính, nếu có người ở đầu gió, đàn voi sẽ phát hiện và cảnh giác liền. Nguyên tắc mà các thợ săn phải tuân thủ là chỉ bắn con voi đi cuối đàn khi đàn voi không cảnh giác, và chỉ được phép bắn hạ con voi này bằng một phát súng vào tử huyệt dưới tai voi, nơi duy nhất đạn có thể xuyên thủng và voi chết tức khắc mà cả đàn không hay biết. Nếu đạn không trúng vị trí này, con voi trúng đạn sẽ lập tức báo động cho cả đàn và người đi săn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm khó lường. Thường một chuyến săn, dân cũng chỉ bắn một con voi. Một con thôi cũng đã đủ thịt cho cả làng vừa ăn tươi vừa phơi khô. Ngày nay loài voi đã gần tuyệt chủng, chắc chuyện săn voi chỉ còn trong hoài niệm. Thiên nhiên ưu đãi vậy, nhưng chuyện thiếu đói đối với dân làng Clolapia lại là chuyện thường niên. Năm được mùa thì nhà thiếu nhà đủ, năm mất mùa thì cả làng thiếu ăn vài tháng. Thiếu gạo thôi chứ họ không đói. Thay cho cơm, họ vào rừng đào củ mài, củ cơ đuốc. Củ mài thì khó tìm, chứ củ cơ đuốc thì rất sẵn, muốn bao nhiêu cũng có. Củ này khi nấu chín khá thơm, dẻo, ăn rất ngon, nhưng ăn nhiều thì độc và đương nhiên là ngán. Để ăn được, người ta phải gọt vỏ, thái lát mỏng rồi ngâm ở suối, nơi dòng nước chảy vài ngày cho nhả bớt độc, rồi mới mang về nấu. Củ mài thì ngon hơn và không độc, thậm chí ăn còn tốt hơn cơm. Nhưng để lấy được củ mài phải đi xa và cần có chút kinh nghiệm. Năm 81, tre trong làng và cả ở khu rừng tre gần làng trổ bông rồi kết trái rụng xuống rất nhiều. Người dân gọi là lúa tre, hốt về xay giã được một loại hạt tựa như gạo lứt, nấu thành cơm ăn hơi lạt nhưng cũng đỡ đói. Dân làng nói rằng rất ít khi tre trổ bông, cả đời người mới thấy một hai lần. Năm nào tre trổ bông thì mất mùa nặng. Quả vậy, năm ấy Clolapia mất mùa, dân thiếu cả 4-5 tháng ăn. Tỉnh, huyện cũng có cho gạo cứu đói nhưng không đáng kể. Dân làng đói sơ xác, phải ăn củ đuốc, gạo tre thay cơm dài ngày. Hôm tôi vào nhà me sườn, thấy có con chó con gầy trơ xương đang nằm thiêm thiếp cạnh chó mẹ. Me sườn bảo rằng chó mẹ đẻ được 4 con mà chết hết vì đói. Chỉ còn con này là con khỏe và hay nhất đàn, được mẹ dành sữa cho nên mới sống tới giờ. Tôi hỏi mẹ, vì sao biết nó là con chó hay nhất đàn? Đứa con nào được chó mẹ thương, đi đâu cũng tha nó trước nhất, là con chó hay nhất đàn. Nói rồi, bà hỏi tôi có đem nó về nuôi được không? Nhìn con chó con sắp chết, tôi đã muốn trả lời không, vì nghĩ rằng khó cứu được nó. Nhưng nghe giọng nói tha thiết của bà, tôi không nỡ từ chối. Chẳng biết con chó mẹ có hiểu gì không mà nhìn tôi đầy cảnh giác. Mẹ sườn lại xoa đầu nó. Để bộ đội nuôi thằng Khơ Mau, nhà mình không có gì cho nó ăn nữa rồi, nó sẽ chết đấy. Bà bế chó con lên, chó mẹ cũng đi theo. Khi bà trao cho tôi, chó mẹ còn bước tới liếm vào người con, miệng rên vài tiếng ư ử như từ biệt con, và gửi gắm nó cho tôi. Thấy tôi mang một con chó con sắp chết về, mấy đứa trong tiểu đội cười. Mày mang về chôn hả? Cười vậy, nhưng mấy hôm sau, bọn nó rất tích cực
đi xin đường sữa về chăm sóc cho con chó. Trời không phụ lòng người, con chó được cứu sống. Thấy lông của nó đen tuyền, bọn tôi gọi nó là Mực. Nhưng có vẻ nó đã quen tên Me Sườn đặt cho, đành gọi là Khơ Mau, tiếng Việt nghĩa là đen. Khơ Mau lớn nhanh và dễ dạy. Các chuyên gia xem tướng chó của tiểu đội bắt đầu xăm soi tướng tốt của nó. Thằng Hòa có vẻ rành hơn cả vì từng nuôi chó săn, tuyên bố rằng đây là con chó hội đủ các tướng tốt của một chó săn thượng hạng. Nó phân tích: thứ nhất có u sọ, thứ hai có bớt lưỡi, thứ ba mũi ướt, thứ tư bốn chân đều có móng đeo, đặc biệt hai chân sau có móng đeo đôi, thứ năm chân cao, ngực nở, eo thon. Nghe nó phán thì biết vậy, chứ tôi không dành về chó. Chỉ thấy Khở Mau khá khôn, hiểu ý chủ rất nhanh. Đôi khi có cảm giác nó như hiểu được tiếng người. Nó bắt đầu bộc lộ khả năng săn thú từ lúc mới 6 tháng tuổi. Một đêm tôi đang ngủ, nó đến giường cào chân tôi và ẳng lên mấy tiếng nho nhỏ. Tôi bật dậy, nó dẫn tôi ra hiên nhà. Một con thỏ rừng nằm ở đó, trên cổ là vết răng của Khơ Mau. Từ đó thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, nó hay bắt được thỏ, và bao giờ tôi cũng là người đầu tiên nó báo tin. Thấy Khơ Mau săn được, mỗi lần đi tuần tôi dẫn nó theo. Không ít lần nó bắt được chồn. Có lần đi tuần nó chạy lên trước và mất hút, nửa tiếng sau mới quay lại, trên miệng ngậm một con gà rừng. Chẳng biết bằng cách nào nó bắt được loài gà bay như chim này. Ở đơn vị, có lần nó đuổi gà bị mắng một trận, từ đó không bao giờ nó đuổi gà nữa. Bây giờ nó dám săn gà mang về. Lẽ nào nó phân biệt được gà nhà và gà rừng? Không chỉ khôn ngoan, săn thú giỏi, Khơ Mau còn có linh giác, cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Tối hôm đó, tiểu đội 2 nấu chè. Trong lúc tôi ngồi chơi với Binh và Hai nơi bếp lửa, nó cứ bồn chồn đi ra đi vô. Thế vậy tôi quát: Khơ Mau, mày làm gì mà rối rít vậy? Nó kêu lên ăng ẳng trong miệng, đuôi vẫy lia lịa, chừng như có việc gì gấp lắm. Tôi đứng dậy thì nó tiến tới cắn vào ống quần tôi lôi đi. Tôi bước đi thì nó bỏ ống quần tôi ra chạy trước. Chạy một đoạn nó quay lại cắn quần tôi lôi mạnh, vẻ hối thúc. Tôi rảo bước theo nó được khoảng hơn chục thước thì ùng oang, tiếng B-40, tiếng AK của địch tập kích ngay hướng nhà tiểu đội 2 sau lưng tôi. Tôi chỉ kịp nhoài người nằm xuống trườn đi. Tiếng đạn rít bên tai làm Khơ Mau hoảng sợ, nhưng nó vẫn không rời tôi nửa bước. Tôi lấy tay giờ đầu nó và khẽ nói: nằm xuống. Cả người nó mồ hôi ướt đẫm và run bần bật. Tôi vỗ nhẹ vào đầu nó trấn an, rồi lợi dụng lúc tiếng súng ngớt, tôi chồm dậy lao về nhà tiểu đội lấy súng. Nó bám theo sát gót cho tới lúc cả hai xuống được giao thông hào. Địch tập kích chớp nhoáng và đã rút. Hai hy sinh và Binh bị thương nặng. Khơ Mau đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc. Lần khác nửa đêm tôi đang ngủ thì Khơ Mau cào chân tôi kêu dậy. Tôi bật dậy, nó kéo tôi ra ngoài giao thông hào. Tôi mang súng đi theo nó. Ra đến nơi, nó cứ một mực lôi tôi xuống. Tôi xuống hào thì nó mới chịu ngồi yên. Sinh nghi, tôi đi dọc giao thông hào đến các vọng gác, nói với các anh em gác: cẩn thận, hình như con Khơ Mau phát hiện được cái gì. Cả ba vọng gác đều nói là chẳng có gì bất thường cả. Đi hết một vòng, tôi dẫn Khơ Mau về định ngủ tiếp, nhưng nó không chịu, cứ lôi tôi ra khỏi giường. Tôi đành ra vọng gác của tiểu đội gác thay cho anh em tới sáng. Kỳ lạ, tôi mà ngồi ở giao thông hào thì nó yên tâm ngồi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng vểnh tai nghe ngóng.
Tôi bước lên khỏi giao thông Hào là nó bồn chồn không yên. Tôi nói ra điều này với Hưng ở vọng gác tiểu đội 1 thì Hưng cười. Chắc là Khơ Mau sợ bởi mấy trận tập kích vừa rồi. Mọi người có thể không tin tưởng Khơ Mau, nhưng tôi thì khác. Nó chưa bao giờ báo tin sai, phải có gì bất thường nó mới như vậy. Câu trả lời cho sự hoài nghi của mọi người có ngay sau đó. Sáng sớm, đơn vị vừa báo thức, đã có một bộ phận lính trung đoàn 29 vào mượn gạo nấu cơm cho cả tiểu đoàn. Thì ra, đài kỹ thuật của sư đoàn bắt được tin một tiểu đoàn địch định làm cỏ đội công tác đêm qua. Sư đoàn đã điều động một tiểu đoàn của trung đoàn 29 gấp rút cắt rừng ứng cứu. Chẳng biết vì lý do gì mà địch rút quân không đánh nữa, nhưng dấu vết còn lại tại khu rừng cách đội công tác chừng 2 km về hướng nam, ước chừng đội hình địch cỡ một tiểu đoàn tăng cường. Bằng cách nào mà Khơ Mau cảm nhận được sự có mặt của quân địch ở một cự ly xa như vậy? Sau này Khơ Mau càng được mọi người tin tưởng, ai cũng muốn có nó đi tuần cùng, nhưng Khơ Mau chỉ chịu đi khi có tôi, mặc dù nó rất thích được đi rừng lùng sục săn thú. Tôi dỗ biểu đi với mọi người thì nó nghe theo. Từ đó nó thành chuyên gia đi tuần. Đều đặn mỗi sáng nó theo đội tuần tra. Dù vậy nó luôn đợi tôi biểu Khơ Mau đi tuần thì mới chạy ra cổng đi cùng mọi người. Có lần tôi thử không biểu nó, nghe mọi người gọi, nó chỉ vẫy đuôi, mắt nhìn tôi chờ đợi. Lạ một điều là tôi chẳng biết gì để mà huấn luyện nó. Chăm sóc nó thì cũng như anh em trong tiểu đội. Nó tự nguyện chọn tôi, nghe theo tôi vô điều kiện, chẳng vì lý do gì. Ngày 7 tháng 7 năm 82, Khơ Mau cùng chúng tôi đi tuần, chỉ là một buổi tuần tra quanh khu vực như thường lệ. Chúng tôi đi từ sáng sớm, kiểm tra các trục đường đi dãy của dân và đi sâu vào khu rừng già phía nam. Không có dấu hiệu gì bất thường. Đến khoảng 10 giờ, trung đội trưởng Xuân dẫn quân về. Cách làng chừng hơn một cây số, Khơ Mau phát hiện một con trồn trong lùm cây ven đường. Mũi nó khịt liên hồi, hai chân trước dậm mạnh vào bụi cây. Con trồn lao khỏi bụi cây, vụt chạy. Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trước mắt chúng tôi. Khơ Mau giờ đây đã là một con chó săn trưởng thành, khỏe và nhiều kinh nghiệm. Con trồn khó mà thoát khỏi nó. Bỗng một tiếng nổ lớn kèm theo bụi đất tung lên phía trước chúng tôi. Theo phản xạ, toàn đội hình đã lăn sang hai bên đường. Một phút yên lặng trôi qua, bọn tôi nhận ra ngay không phải địch phục kích mà là mìn. Như một ánh chớp lóe lên trong đầu, tôi kêu Khơ Mau và lao lên bất chấp tiếng đồng đội phía sau cảnh báo dừng lại mìn. Tôi ôm xác Khơ Mau, toàn thân nó bê bết máu. Quả mìn KP2 oan nghiệt đã băm nát người Khơ Mau. Một phút say mồi, linh giác của nó đã đi vắng. Nước mắt tôi trào ra khi vuốt mặt cho nó. Chúng tôi mang Khơ Mau về, bọc nó trong cái áo của tôi, rồi chôn nó phía sau nhà tiểu đội, nơi nó thường nằm sưởi nắng. Mấy anh em trong tiểu đội còn khiêng về một tảng đá to để làm bia cho nó. Tôi mất một tuần để khắc trên bia mộ nó dòng chữ nơi yên nghỉ của Khơ Mau, một chú chó trung thành và dũng cảm. Mùng 7 tháng 7 1982, bằng cả hai thứ chữ Việt và Khmer. Đầu năm 83, tôi rời làng về lại đơn vị. Dã từ Krolapia, ngôi làng nghèo khó chơ vơ giữa rừng mà ấm áp tình người. Ở đây tôi đã có những người mẹ, người chị, không là ruột thịt mà thương yêu đùm bọc tôi bằng cả tấm lòng. Họ chỉ là những người dân nghèo, chất phác, không được học hành. Yêu thương như một bản năng vốn có
của người mẹ dành cho những đứa con. Tôi cũng bỏ lại nơi đây tình yêu của Phần, cô gái Khmer Me, tuổi 17 đem lòng yêu tôi, một tình yêu đầu đời trong veo như sương sớm. Ngày chia tay, tôi hứa với mọi người sẽ có ngày trở lại, dù biết rằng đời lính chiến không hứa trước được điều gì. Đơn vị tôi bây giờ không còn đóng ở Choam Cờ San mà đã ra sát biên giới dưới chân điểm cao 428. Tàn quân địch đã không yếu đi mà còn mạnh lên. Đồng đội tôi, lớp lính 78 chẳng còn mấy người. Họ giã từ chiến trận bằng nhiều cách khác nhau. Số bị thương được ra quân, số đi học để phát triển, một số vĩnh viễn nằm lại ở ngầm xa em. Số còn lại đơn vị đã là cán bộ đại đội, tiểu đoàn. Tôi trở thành lính già nhất đơn vị, tiếp tục chiến trận với chức vụ chiến sĩ cho đến ngày ra quân. Lời hứa năm xưa tôi đã không làm tròn. Giờ đây Me Sườn, Tà Đưa, Tà Đù đã thành người thiên cổ. Cô bé Phần ngày nào chắc cũng đã con đàn cháu đống. Dù vậy, tất cả họ vẫn còn trong lòng tôi vẹn nguyên như ngày nào. Và không chỉ vậy, mỗi khi nhớ về Grolapia, hình bóng của Khờ Mau lại hiện về. Trong lòng tôi vẫn luôn có một chỗ đặc biệt, nhiều thương yêu và trìu mến dành cho nó. Cái tảng đá mà chúng tôi khiêng về làm bia cho Khờ Mau to lắm, không dễ gì mất dấu. Dòng chữ mà tôi khắc cũng khá sâu, chắc cũng chưa phai mờ. Nhưng gần 40 năm vật đổi sao rời, phần mộ con người còn thất lạc, huống chi mộ một con chó. Cái ước vọng về thăm lại mộ nó cũng mờ dần theo năm tháng, theo tuổi tác chất chồng. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2019. Nguyên Viên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.